Mẹo chọn trang phục cho các cô nàng 30 cộng, 40 cộng. Đừng để tuổi tác tức đi quyền mặc đẹp của bạn. Cho dù bước sang tuổi 40, bạn sẽ không còn nhiều lựa chọn như thủa đôi mươi nữa. Nhưng dù có phải chia tay với váy xòe ngắn, chia tay những sắc màu quá sắc sỡ hay những chiếc áo phông in hình nhí nhảnh, thì giờ đây bạn vẫn còn rất nhiều lựa chọn để phong cách của mình trở nên sang trọng, sành điệu và sắc nét hơn. Nếu tuổi 20 bạn mặc gì cũng dễ đẹp, và nếu lỡ mặc xấu bạn vẫn được mọi người cười xòa, coi đó là những lần thử nghiệm phong cách mới. Nhưng từ 30 hay 40 tuổi trở ra, bạn sẽ không còn được mọi người bỏ qua dễ dàng như thế nữa. Nếu bạn mặc chin quá, sẽ lập tức bị chê cưa sừng làm ngé, mà mặc chững chặt quá, sẽ lại bị coi là lạc điệu. Nhưng thực ra các quý cô tuổi 30 cộng, 40 cộng vẫn luôn có nhiều lựa chọn để trở nên sang trọng và lịch thiệp hơn bạn có thể chọn cho mình phong cách công sở với quần ống rộng, sơ mi sắt nách và giày cao gót hay những bộ váy liền công sở dáng suông. Những chiếc chân váy bút chì, ôm sát và sơ mi oversize. Tất cả những bộ đồ ngày xưa từng làm bạn e ngại vì có thể khiến bạn bị dư quá thì giờ đây bạn có thể diện chúng một cách sành điệu mà không cần e ngại tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo một vài quy tắc mặc đẹp dành cho lứa tuổi này xác định phong cách bạn thích phong cách gợi cảm hay thích nữ tính ngọt ngào hoặc cá tính sành điệu ở tuổi này bạn sẽ không còn nhiều thời gian để thử nghiệm nhiều phong cách mới tốt nhất là bạn cần biết chắc chắn mình muốn gì để không phải tần ngần đứng trước tủ đồ quá lâu và mỗi sáng trang phục vừa vặn không nên mặc ôm sát sàn sạt nhưng nhất định phải là trang phục vừa vặn, tôn lên đường nét cơ thể, họa tiết và màu sắc tối giản, nên tránh xa các thiết kế rườm rà, những hoa văn rối mắt và nên chọn các gam màu đơn sắc, không pha trộn bởi chúng làm bạn trông sang trọng, lịch lãm và sắc sảo hơn, có thể chọn kiểu dáng tùy ý nhưng có những gam màu không nên thiếu trong tủ đồ như đen, trắng, nâu camel, xám. Chú ý tới chất liệu không có thời điểm nào hoàn hảo hơn cho việc mặc đẹp khi bạn đã tứ tuần, bởi lúc này tài chính của bạn đã độc lập, vững vàng và bạn có khả năng chi trả cho những món đồ đắt giá nhất định. Bạn không cần phải sắm 4 đến 5 tủ đồ đầy ngất mà chỉ cần một tủ là đủ, nhưng trong đó cần có những bộ đồ chất liệu đẹp, tôn dáng để có thể tự tin mặc tới bất kỳ đâu.